Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một ván đấu giữa hai danh thủ của Trung Quốc là Vạn Xuân Lâm Đại Chiến Tượng Xuyên. Ván đấu diễn ra năm 2004. Trong ván đấu này danh thủ Vạn Xuân Lâm cầm đỏ đi tiên, danh thủ Tượng Xuyên cầm đen đi hậu. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi. Đến nay danh thủ Tượng Xuyên cầm đen đi hậu buông cơ đầu hàng. Danh thủ Quảng Xuân Lâm cộng đỏ đi tin giành thắng lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.